Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa tiếp tục làm rõ và tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 14 thanh thiếu niên cùng trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào tối ngày 6 tháng 11 năm 2023, Lê Đình Phúc Nguyên trú tại quận Thanh Khê và Trần Đỗ Công Thành trú quận Sơn Trà cùng với nhóm bạn thanh thiếu niên khoảng 14 người sử dụng xe máy độ chế đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Bị tổ tuần tra của Công an quận Hải Châu truy đuổi, nhóm này dùng bình xịt hơi cay xịt về phía tổ công tác. Được biết do mâu thuẫn với một nhóm khác nên cả nhóm mua bình xịt hơi cay để phục vụ cho việc đánh nhau. Nguyên và Thành đã bị tạm giam vì hành vi tái phạm nhiều lần.